Xin chào anh chị đã quay trở lại với kênh Chứng khoán TV AZFIN Việt Nam trong series Đọc sách cùng AZFIN. Để tiếp nối series Đọc sách cùng AZFIN, hôm nay AZFIN tiếp tục gửi tới quý anh chị tập 2 của cuốn sách Hòn Tuyết Lăn. Hòn Tuyết Lăn, cuộc đời và sự nghiệp của Warren Buffett, tập 2 là một phần của tác phẩm tiểu sử nổi tiếng về nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett do Alice Schroeder viết. Cuốn sách dẫn dắt người đọc qua hành trình của Warren Buffett từ những bước đầu tiên trên thị trường tài chính đến việc xây dựng đế chế Berkshire Hathaway. Với những câu chuyện đậm chất nhân văn và phân tích chi tiết về các quyết định đầu tư, Schroeder mang đến cái nhìn sâu sắc về triết lý và chiến lược đầu tư của Warren Buffett. Một nhà đầu tư kiên định với nguyên tắc tránh xa những phi vụ đầu cơ rủi ro, luôn đề cao đạo đức và giá trị dài hạn. Qua các chương sách, độc giả không chỉ khám phá được những bài học tài chính quý giá mà còn hiểu rõ hơn về cuộc sống, tư tưởng và phong cách lãnh đạo của Warren Buffett trong bối cảnh phát triển đầy biến động của thị trường Mỹ thập niên 1980. Đây là một tác phẩm không chỉ dành cho những ai quan tâm đến đầu tư mà còn dành cho bất kỳ ai đang tìm kiếm một phương pháp sống và làm việc bền vững. Phần 5. Ông vua của phố Wall. Chương 43. Pharaoh. Chương 43 diễn ra trong bối cảnh Warren Buffett bước chân vào thập niên 1980 với sự nghiệp rực rỡ, khi khối tài sản và tầm ảnh hưởng của ông đã đạt đến đỉnh cao mới. Đây là giai đoạn mà Buffett không chỉ gặt hái thành công về tài chính mà còn khẳng định triết lý đầu tư và phong cách lãnh đạo độc đáo của mình. Buổi tiệc sinh nhật 50 của Warren Buffett. Năm 1980, Buffett tổ chức một buổi tiệc sinh nhật đặc biệt cho cột mốc 50 tuổi tại đại khán phòng Metropolitan ở New York, một trong những địa điểm sang trọng bậc nhất. Buổi tiệc có sự tham gia của 500 khách mời giàu có, thanh lịch trong trang phục đen và sang trọng, cho thấy sự thành công rực rỡ của Buffett trong giới tài chính. Giá trị tài sản gia đình Buffett đã tăng gấp đôi chỉ trong vòng 1 năm rưỡi khi cổ phiếu Berkshire Hathaway đạt mức $375. Đây không chỉ là một bữa tiệc kỷ niệm tuổi mới mà còn là minh chứng cho sức ảnh hưởng và vị thế của Buffett trong giới đầu tư và kinh doanh ở Mỹ. Những kỷ vật kinh doanh đầu đời. Trong buổi tiệc, Buffett tự hào giới thiệu các kỷ vật kinh doanh từ thuở nhỏ, gồm các tài liệu và cổ phiếu từ những công ty mà ông từng sưu tầm. Những kỷ vật này tượng trưng cho hành trình nỗ lực không ngừng của ông từ những ngày đầu bước chân vào thương trường. Đối với Buffett, những vật này không chỉ là tài sản vật chất mà còn là dấu ấn cho từng bước phát triển, là minh chứng của sự kiên trì, niềm đam mê với đầu tư và kinh doanh. Ông thể hiện một tình cảm đặc biệt và sự gắn bó sâu sắc với những kỷ niệm ấy, luôn mang chúng ra khoe với mọi người như một thành tích cá nhân. Triết lý đầu tư và thành công. Buffett tiếp tục duy trì các nguyên tắc đầu tư đơn giản nhưng hiệu quả, nhấn mạnh vào việc đánh giá giá trị thực của từng khoản đầu tư, tối thiểu hóa rủi ro và để lãi kép tự do phát huy tác dụng theo thời gian. Ông áp dụng phương pháp mua theo biên an toàn, tập trung vào các khoản đầu tư có giá trị ổn định, đảm bảo một nguồn thu nhập dồi dào mà không cần phải liên tục quản lý. Buffett cho rằng bất kỳ ai cũng có thể hiểu được những nguyên lý này, nhưng chỉ có một số ít người có đủ kiên nhẫn và kỷ luật để thực sự áp dụng chúng thành công. Triết lý này giúp ông duy trì sự nhất quán trong đầu tư và giữ vững hiệu suất cao của Berkshire Hathaway. Văn hóa làm việc tại Berkshire Hathaway. Tại văn phòng của Berkshire, Buffett duy trì một môi trường làm việc nghiêm túc và hiệu quả, nơi mà các nhân viên phải làm việc với khối lượng công việc lớn nhưng không hề phàn nàn. Buffett cố thủ trong phòng làm việc của mình, luôn nắm rõ mọi chi tiết về các dự án, đảm bảo hiệu quả công việc đạt mức cao nhất. Số lượng nhân viên không tăng thêm nhiều dù quy mô công ty mở rộng, phản ánh văn hóa làm việc gọn nhẹ nhưng tận tâm, nơi mỗi người đều có trách nhiệm đóng góp và không gian tán gẫu được giảm thiểu. Cách tổ chức này giúp tăng cường năng suất và tinh thần làm việc của đội ngũ, một phần quan trọng trong thành công lâu dài của Berkshire Hathaway. Phương pháp quản trị. Buffett chọn những người quản lý có tính cầu toàn giống mình, những người có khả năng làm việc độc lập và trách nhiệm cao. Ông để các quản lý này tự do điều hành các công ty con của mình, chỉ can thiệp khi cần thiết. Phương pháp Carnegie Dink của Buffett mượn từ phong cách quản trị của Dale Carnegie, bao gồm việc tỏ ra ân cần và khích lệ để xây dựng mối quan hệ tốt với nhân viên. Phương pháp này giúp các quản lý tại Berkshire phát huy tối đa tiềm năng, tạo ra môi trường làm việc vừa kỷ luật nhưng cũng khuyến khích sáng tạo. Đây là lý do khiến nhiều công ty con của Berkshire phát triển mạnh mẽ mà không cần sự giám sát chặt chẽ từ Buffett. Thành công tài chính trong bối cảnh khó khăn. Trong thập niên 1980, nền kinh tế Mỹ trải qua một giai đoạn đầy biến động và lạm phát cao. Dù gặp khó khăn, Buffett vẫn kiên trì đầu tư vào các công ty có tiềm năng và giá trị thực, cho thấy khả năng đánh giá chuẩn xác của ông. Sự hỗ trợ từ các chính sách kinh tế của chính phủ, đặc biệt là những biện pháp kiểm soát lạm phát và cắt giảm thuế của Tổng thống Reagan đã giúp Buffett gặt hái được nhiều thành quả, càng củng cố niềm tin vào chiến lược đầu tư dài hạn của ông. Điều này nhấn mạnh tầm nhìn và sự nhạy bén của Buffett trong việc nhận diện và khai thác các cơ hội ngay cả trong hoàn cảnh bất lợi. Ý nghĩa và tác động kinh tế. Bên cạnh thành công tài chính cá nhân, Buffett luôn ý thức về trách nhiệm xã hội của mình. Ông cho rằng
tiền bạc không chỉ đơn thuần là công cụ làm giàu mà còn là phương tiện để tạo ra giá trị thực sự cho cộng đồng. Ông duy trì triết lý làm giàu phải đi đôi với phụng sự xã hội, luôn tìm cách đầu tư vào những lĩnh vực có khả năng phát triển lâu dài và mang lại lợi ích cho nhiều người. Tư tưởng này đã trở thành nền tảng trong các quyết định đầu tư của ông, không chỉ nhằm sinh lời mà còn góp phần phát triển bền vững và thúc đẩy sự tiến bộ xã hội. Kết thúc chương, tác giả khái quát về tầm nhìn dài hạn và sự cam kết của Buffett trong việc xây dựng một di sản vượt xa khía cạnh tài chính. Chương này không chỉ nêu bật thành công của một cá nhân mà còn nhấn mạnh vai trò của trách nhiệm xã hội trong đầu tư, thể hiện sự kết hợp giữa lợi ích kinh tế và giá trị cộng đồng trong triết lý kinh doanh của Warren Buffett. Chương 44, Rose, đóa hoa hồng nước Nga. Chương 44 khắc họa cuộc đời phi thường của Rose Golik-Plumkin, người phụ nữ gốc Do Thái tới từ Belarus và hành trình trở thành một doanh nhân nội thất nổi tiếng tại Mỹ. Bà vượt qua những khó khăn từ tuổi thơ nghèo khó để tìm đến cơ hội mới tại xứ sở tự do. Thời thơ ấu đầy gian khó ở Nga, Rose Golik-Plumkin sinh ra trong một gia đình nghèo khó tại một làng nhỏ ở Belarus. Cuộc sống ở đó rất khó khăn, đặc biệt là với người Do Thái trong thời kỳ Sa Hoàng, khi những cuộc tàn sát diễn ra tàn bạo. Ngay từ khi còn nhỏ, bà đã mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn và quyết tâm đến Mỹ để thoát khỏi sự áp bức. Hành trình đầy thử thách đến Mỹ. Ở tuổi 13, Rose đã bắt đầu hành trình phi thường của mình. Bà trải qua nhiều chặng đường dài, từ Belarus qua Trung Quốc, Nhật Bản và cuối cùng đến Mỹ. Trên đường, bà gặp phải không ít khó khăn và phải tự xoay sở với số tiền ít ỏi, đôi khi phải dùng đến cả sự thông minh và dũng cảm để vượt qua các trạm biên giới đầy nguy hiểm, xây dựng cuộc sống mới tại Mỹ. Khi đến Mỹ, bà đoàn tụ với chồng và bắt đầu xây dựng cuộc sống từ con số 0. Dù không biết tiếng Anh và phải đối mặt với sự khác biệt văn hóa lớn, Rose vẫn kiên trì làm việc và dần hòa nhập vào cộng đồng người nhập cư Do Thái tại Omaha, nơi bà tìm thấy sự hỗ trợ từ các tổ chức cộng đồng và gia đình. Tinh thần khởi nghiệp và phát triển kinh doanh. Từ việc bán lẻ đồ nội thất giá rẻ, Rose đã dần phát triển thành một doanh nhân có tiếng. Bà bắt đầu kinh doanh nhỏ, tích lũy từng đồng và không ngừng mở rộng quy mô hoạt động, xây dựng nên thương hiệu cửa hàng nội thất Plumkins. Với chiến lược kinh doanh thông minh và quyết tâm không ngừng nghỉ, bà đã tạo ra một cơ ngơi đáng kể tại Omaha. Triết lý kinh doanh và quyết tâm thành công. Rose không ngừng nỗ lực cải thiện cuộc sống, không chỉ cho gia đình mình mà cho cộng đồng người nhập cư. Bà thể hiện triết lý sống và kinh doanh rằng tha chịu khó khăn vất vả còn hơn sống mà tự thương hại bản thân. Tinh thần làm việc chăm chỉ, sự cam kết với cộng đồng và lòng quyết tâm đã giúp bà đạt được thành công bền vững. Phát triển doanh nghiệp nội thất. Tại Omaha, Rose Plumkin đã khởi nghiệp từ việc kinh doanh nội thất giá rẻ, cung cấp các sản phẩm chất lượng với giá thấp hơn thị trường. Bà nỗ lực cắt giảm chi phí, mua sỉ và bán lẻ với biên lợi nhuận nhỏ, giúp bà thu hút một lượng lớn khách hàng. Chiến lược kinh doanh tập trung vào giá cả cạnh tranh và sự tận tụy với khách hàng đã giúp cửa hàng của bà, Nebraska Furniture Mart, nhanh chóng phát triển, thu hút khách từ các bang lân cận như Iowa, Kansas, South Dakota. Chiến lược giảm giá mạnh mẽ. Khi các đối thủ mới vào thị trường, Rose Plumkin không ngần ngại áp dụng chiến dịch giảm giá lớn để cạnh tranh. Với việc giữ vững tiêu chí giá rẻ nhất, bà không chỉ giữ vững thị phần mà còn khiến nhiều đối thủ phải rời khỏi Omaha. Cửa hàng của bà chiếm đến 50% thị phần nội thất trong khu vực, vượt qua các tên tuổi lớn như Shear và Target. Khả năng đàm phán và ra quyết định nhanh. Rose được biết đến với khả năng ra quyết định nhanh chóng và đàm phán mạnh mẽ. Bà sẵn sàng mua hàng với số lượng lớn và đưa ra quyết định trong chớp nhoáng. Nhờ vào tính cách kiên định và phong cách làm việc quyết đoán, Rose đã xây dựng uy tín lớn trong giới kinh doanh nội thất và trở thành một đóa hồng thép tại Omaha. Thương vụ với Warren Buffett. Trong những năm 1980, Warren Buffett nhận ra tiềm năng và uy tín của Nebraska Furniture Mart và đưa ra đề nghị mua lại cửa hàng này. Dù ban đầu Rose có phần do dự, cuối cùng bà đã đồng ý bán cửa hàng cho Buffett. Thương vụ này không chỉ giúp Buffett mở rộng đầu tư trong lĩnh vực bán lẻ mà còn đánh dấu sự hợp tác và tôn trọng lẫn nhau giữa hai người. Nebraska Furniture Mart dưới quyền sở hữu của Buffett vẫn tiếp tục phát triển và duy trì triết lý kinh doanh giá rẻ của Rose. Kết thúc chương, tác giả nhấn mạnh câu chuyện vượt khó của Rose Plumkin, từ một cô gái Do Thái nghèo khó đến một biểu tượng trong ngành nội thất Mỹ. Mối quan hệ hợp tác với Buffett không chỉ mang tính kinh doanh mà còn là minh chứng cho sự trân trọng đối với một con người đầy nghị lực và ý chí. Chương 45, hãy gọi xe cứu hộ. Chương 45 diễn ra vào thập niên 1980 khi Warren Buffett phải đối mặt với tình huống khẩn cấp liên quan đến sức khỏe của vợ ông, Susie Buffett. Đây là một chương đặc biệt khi nhấn mạnh đến khía cạnh con người và gia đình của Buffett trong một cơn khủng hoảng. Tình huống khẩn cấp của Susie Buffett. Susie đột ngột gặp vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng, có dấu hiệu của đột quỵ khiến gia đình vô cùng lo lắng. Warren Buffett dù bình thường rất điềm tĩnh cũng không tránh khỏi sự hốt hoảng khi phải đối diện với tình huống cấp bách này. Ông lập tức gọi xe cấp cứu và thông báo cho các người con để họ đến kịp thời.
Cảm giác lo âu rõ ràng hiện lên trong từng hành động và quyết định của ông, từ việc liên lạc với người thân đến những câu hỏi dồn dập dành cho đội ngũ y tế. Hành trình đến bệnh viện. Khi xe cứu thương đến, Suzy được đưa lên băng ca và vận chuyển đến bệnh viện. Warren không ngừng nhìn theo bà, tỏ rõ sự lo lắng và bất lực khi chỉ biết trông chờ vào sự chăm sóc của các nhân viên y tế. Một số người bạn thân thiết của gia đình như Herbert Allen cũng đến hỗ trợ và động viên gia đình. Trong suốt chặng đường đến bệnh viện, sự căng thẳng tăng cao, nhưng sự hiện diện của người thân và bạn bè đã giúp Warren vững lòng hơn khi phải đối mặt với tình huống này. Sự đoàn kết và hỗ trợ từ gia đình. Tại bệnh viện, các con của Warren gồm Suzy Jr., Howie và Peter đều kịp thời có mặt để chăm sóc cho mẹ. Gia đình cùng nhau chờ đợi và theo dõi tình hình sức khỏe của bà Suzy, tạo nên một hình ảnh ấm áp về sự gắn bó gia đình trong lúc hoạn nạn. Mỗi thành viên đều có mặt để hỗ trợ lẫn nhau, làm giảm bớt áp lực và nỗi lo của Warren, người bình thường rất cứng rắn nhưng cũng bộc lộ rõ sự yếu đuối khi gặp khủng hoảng. Khía cạnh con người của Warren Buffett. Qua tình huống này, chương sách không chỉ miêu tả Warren Buffett với hình ảnh một nhà đầu tư lỗi lạc mà còn khắc họa ông như một người chồng, người cha hết lòng vì gia đình. Sự căng thẳng, lo lắng và cảm xúc chân thành của ông khi đối diện với sức khỏe của vợ cho thấy một khía cạnh nhân văn khiến độc giả hiểu sâu hơn về con người của Buffett bên ngoài sự nghiệp kinh doanh. Kết thúc chương, tác giả nhấn mạnh tầm quan trọng của gia đình đối với Warren Buffett. Sự kiện này là một lát cắt trong cuộc sống cá nhân của ông, khẳng định rằng dù đạt được bao nhiêu thành công, tình cảm gia đình vẫn luôn là nền tảng vững chắc và quý giá nhất đối với Warren. Chương 46, Rubicon. Chương 46 diễn ra vào thập niên 1980 khi thị trường tài chính Mỹ bắt đầu chuyển mình sau giai đoạn dài đối mặt với lạm phát. Với chính sách kiểm soát lạm phát của Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang Paul Volcker, lãi suất giảm dần, từ đó tạo điều kiện cho các thương vụ sáp nhập và mua lại doanh nghiệp M&A bùng nổ, đặc biệt là các thương vụ tài trợ bằng nợ LBO. Wall Street trở thành đấu trường sôi động, nơi các nhà đầu tư tranh nhau tận dụng thời cơ này. Bùng nổ thương vụ tài trợ bằng nợ LBO. Giai đoạn năm 1982 đến năm 1987 đánh dấu sự bùng nổ của các thương vụ tài trợ bằng nợ khi nhà đầu tư sử dụng tài sản của chính doanh nghiệp được mua lại để làm tài sản thế chấp. Việc giảm lãi suất giúp các khoản vay trở nên rẻ hơn, khiến hình thức tài trợ này phổ biến rộng rãi. Các công ty được mua lại bằng LBO giống như việc người mua một căn nhà thế chấp toàn bộ giá trị của nó, không cần tiền mặt mà vẫn có thể sở hữu doanh nghiệp lớn. Sự gia tăng của các LBO tạo ra làn sóng mới trên Wall Street, khiến các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội mua lại với chi phí tối thiểu. Tình trạng thị trường và ảnh hưởng của lạm phát. Trước đó, chỉ số Dow Jones hầu như không thay đổi trong suốt 17 năm, phản ánh sự trì trệ do lạm phát. Nhiều doanh nghiệp phải đối mặt với thách thức giữ vững hoạt động khi lạm phát làm giảm lợi nhuận đáng kể, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân viên. Các nhà điều hành đã chủ động cắt giảm lương và chi phí, đồng thời loại bỏ những hoạt động giải trí không cần thiết để duy trì mức sống cho nhân viên. Bằng việc tập trung vào tinh giản bộ máy và cải thiện năng suất, các doanh nghiệp này dần thích nghi với môi trường mới, chuẩn bị sẵn sàng cho các thương vụ LBO. Chiến lược của các nhà đầu tư thông minh. Các nhà đầu tư trên phố Wall bắt đầu thực hiện các thương vụ với quy mô lớn, sử dụng tài sản của chính doanh nghiệp làm đòn bẩy. Điều này cho phép họ nắm quyền kiểm soát mà không cần vốn lớn, biến các công ty tiềm năng thành mục tiêu dễ dàng cho các thương vụ thâu tóm. Những con dao tài chính trên phố Wall nhằm vào các doanh nghiệp có tiềm năng sinh lợi, tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt trong lĩnh vực M&A. Sự bùng nổ này dẫn đến việc các công ty trên phố Wall phải cạnh tranh gay gắt để mua lại và kiểm soát những doanh nghiệp có lợi nhuận cao. Quan điểm thận trọng của Warren Buffett. Trong bối cảnh đó, Warren Buffett nổi bật với những triết lý đầu tư khác biệt. Ông cảnh giác trước những rủi ro từ việc sử dụng hợp đồng tài chính ngắn hạn. Trong một lá thư gửi đến nghị sĩ John Dingle, ông đã cảnh báo rằng hình thức này dễ dẫn đến tình trạng đầu cơ ngắn hạn. Ông cho rằng các giao dịch cờ bạc sẽ đẩy nhà đầu tư vào tình thế rủi ro cao với mục tiêu chỉ là kiếm lời ngắn hạn. Sự thận trọng của Buffett thể hiện quan điểm đầu tư dài hạn, nhắm đến sự bền vững và tránh xa những khoản đầu tư mang tính đầu cơ nguy hiểm. Chương này khép lại bằng cách nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cân bằng giữa lợi nhuận ngắn hạn và chiến lược dài hạn. Trong khi nhiều nhà đầu tư đổ xô vào các thương vụ LBO, Warren Buffett lại nổi bật về chiến lược đầu tư thận trọng, bảo toàn vốn và duy trì sự phát triển bền vững. Cách tiếp cận của Buffett không chỉ là một bài học về sự cẩn trọng mà còn là một minh chứng cho triết lý đầu tư an toàn và dài hạn trong một thị trường đầy biến động. Chương 47, những đêm trắng. Chương 47 diễn ra vào thời kỳ mà thị trường tài chính Mỹ đạt đỉnh tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm 1980, nhưng cũng đồng thời đầy dẫy những rủi ro từ các vụ đầu cơ và thâu tóm. Warren Buffett, nổi tiếng với triết lý đầu tư dài hạn và an toàn, đã bắt đầu công khai bày tỏ quan ngại về hiện trạng của Wall Street, nơi lợi nhuận ngắn hạn và lòng tham đã bắt đầu làm mờ đi những giá trị cốt lõi trong đầu tư. Quyết định của Warren Buffett với Salomon Brothers. Chương mở đầu với hình ảnh của Warren Buffett
nhà đầu tư nổi tiếng tới từ Omaha, người đã biến đổi một công ty tài chính lớn như Solomon Brothers bằng những quyết định của mình. Buffett đã có sự hiện diện mạnh mẽ trên phố Wall và thực hiện những thay đổi đáng kể trong công ty này, khiến các nhà quan sát phải kinh ngạc trước khả năng chuyển hóa tài sản và tài chính của ông. Tuy nhiên, trong lúc đứng ở vị trí trung tâm của thị trường tài chính, Buffett cũng không ngần ngại phê phán những khía cạnh mà ông cho là bất hợp lý trong nền kinh tế. Phê phán của Buffett đối với phố Wall. Buffett chỉ trích phố Wall, đặc biệt là việc sử dụng trái phiếu rủi ro cao để tài trợ cho các thương vụ thâu tóm công ty, điều mà ông cho rằng đang bị bán bởi những người không cần quan tâm cho những kẻ không cần suy nghĩ. Ông lập luận rằng các nhà đầu tư và công ty tư vấn tài chính đôi khi thiếu đi trách nhiệm xã hội, chỉ tập trung vào lợi nhuận ngắn hạn mà không mang đến hậu quả dài hạn. Ông cũng thể hiện quan điểm rằng phố Wall là một nơi mà người ta đến để lắng nghe những lời khuyên từ những người mà bản thân họ không đạt đến tiêu chuẩn tài chính đủ cao. Quan điểm của Buffett về xã hội sòng bạc. Trên các diễn đàn và truyền thông, Buffett lên tiếng phản đối cái mà ông gọi là xã hội sòng bạc, nơi mà các nhà đầu tư mải mê theo đuổi lợi nhuận khổng lồ từ những giao dịch ngắn hạn và các phi vụ thâu tóm công ty. Ông cho rằng việc đánh thuế cao trên các khoản lợi nhuận này sẽ giúp giảm bớt tình trạng đầu cơ quá mức, từ đó mang lại lợi nhuận ổn định cho thị trường. Buffett khuyến khích các nhà đầu tư trẻ sử dụng khả năng phân tích cá nhân để đưa ra quyết định đầu tư độc lập thay vì phụ thuộc vào phố Wall. Lập trường của Buffett về thị trường tài chính. Trong khi thị trường chứng khoán Mỹ đã trải qua một đợt tăng trưởng mạnh mẽ từ năm 1982 đến năm 1987, Buffett vẫn giữ vững lập trường của mình. Ông hiếm khi có mặt ở phố Wall và thay vào đó, ông khuyến khích các nhà đầu tư cần có một cái nhìn dài hạn và tập trung vào các giá trị bền vững thay vì chỉ chạy theo lợi nhuận. Triết lý đầu tư của ông đặt trọng tâm vào việc xây dựng tài sản thông qua các quyết định đầu tư thông minh và có đạo đức, tránh xa những giao dịch đầu cơ có tính rủi ro cao. Chương 47 kết thúc bằng cách khẳng định triết lý đầu tư độc đáo của Warren Buffett, người không chỉ nổi bật trên thị trường tài chính nhờ những quyết định sắc bén mà còn nhờ vào sự cẩn trọng và đạo đức trong các lựa chọn của mình. Buffett cho rằng thành công không nên dựa trên lợi nhuận ngắn hạn và kêu gọi một thái độ đầu tư có trách nhiệm giúp thị trường phát triển bền vững hơn. Nhìn chung, chương này không chỉ nêu bật các nguyên tắc của Buffett mà còn là một lời kêu gọi đối với giới tài chính về trách nhiệm xã hội trong mỗi quyết định đầu tư. Anh chị có đánh giá gì về nội dung của video? Hãy để lại một comment. Nếu anh chị thấy video có ích, hãy chia sẻ để lan tỏa kiến thức đầu tư tới nhiều người hơn. Và đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để AZFIN có thêm động lực làm nhiều video giá trị khác gửi đến quý anh chị nhà đầu tư. AZFIN mong rằng series đọc sách cùng AZFIN sẽ mang đến cho các anh chị những thông tin hữu ích và giúp anh chị lựa chọn được những quyển sách phù hợp để nâng cao kiến thức và kỹ năng đầu tư của bản thân. Nếu anh chị cảm thấy hứng thú với cuốn sách này, đừng ngần ngại tìm đọc để có trải nghiệm tốt hơn và ủng hộ tác giả. Cảm ơn anh chị đã lắng nghe đến cuối video. Chúc anh chị vững bước trên con đường đầu tư và tự do tài chính. Xin chào và hẹn gặp lại!